Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Kính thưa quý vị và các bạn, ồn ào sao kê khiến cho nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng sở hữu lượng khán giả quan tâm nhiều nhất và làm sóng tẩy chay lớn nhất trong sự nghiệp. Tẩy chay là từ khóa gây ám ảnh với showbiz Việt nhiều tháng qua. Hiện tượng tẩy chay đã xuất hiện nhiều trên mạng xã hội từ nhiều năm trước trở lại đây, rầm rộ và để lại những ảnh hưởng có thật trong 3 năm trở lại đây, đặc biệt là năm 2021 với những ồn ào sau kê từ thiện của nhiều nghệ sĩ. Người ta còn kêu gọi nhau tẩy chay, không tẩy chay nửa vời phải tẩy chay đến nơi đến chốn. Kính thưa quý vị và các bạn, mới đây trên trang fanpage Miss Gold Việt Nam đăng tải thông tin hoa hậu Mai Phương Thúy là cái tên tiếp theo ngồi vào ghế giám khảo. Nhưng điều đáng bàn lời dành lời khen cho nàng hậu thì ít mà phần lớn lại khiến đối với Đàm Hương, một trong năm khán giả đã được công bố từ hồi tháng 4 năm 2021 kéo xuống các bài đăng trên fanpage. Hầu hết các phần bình luận là ý kiến bất bình, tẩy chay chương trình với lựa chọn sai lầm này. Lý do được đưa ra là bản thân Đàm Vĩnh Hưng còn chưa đẹp sao lại làm giám khảo Miss Gold Việt Nam. Bởi trước đó giọng ca nửa vầng trăng thường xuyên có những phát ngôn thách thức kiểu nhận mình là vùng đất cấm, dậy sóng dư luận, nhất Đàm Vĩnh Hưng bị tố không minh bạch tiền từ thiện, thậm chí còn bị VTV chỉ thẳng mặt trong phóng sự tiền từ thiện thiếu minh bạch. Hiện tại dư luận cho rằng dù Đàm Vĩnh Hưng đã làm đơn tố cáo người tung tin nhưng đến nay chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra thì không xứng đáng được ngồi vào ghế giám khảo cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc gia. Dư luận vẫn tiếp tục đưa ra bình luận trên fanpage để mong nhận được câu trả lời từ ban tổ chức Miss Gold Việt Nam, cũng rơi vào trường hợp như Đàm Vĩnh Hưng trước đó chưa rõ ràng trong việc sao kê từ thiện. Trấn Thành, Thủy Tiên, Hoài Linh đã vướng vào làm sóng tẩy chay. Trấn Thành xác định trở lại cầm trịch giúp Mùa Việt 2, nhưng ngay dưới bài đăng nhiều tài khoản đã để lại bình luận sẽ tắt TV và không xem nữa. Thủy Tiên bị nập nhóm viết chỉ trích hoạt động của nữ ca sĩ. Đặc biệt thời điểm nổ ra ồn ào, rất nhiều nhãn hàng của Thủy Tiên quảng bá đã buộc phải dừng hợp tác với nữ ca sĩ này. Theo nhãn hàng, họ luôn lắng nghe và trân trọng các đóng góp, các ý kiến khách hàng với tinh thần thiện chí, dung hòa và minh bạch nhất. Hoài Linh cũng đang điêu đứng vì sự scandal lớn nhất trong sự nghiệp, ngâm số tiền quyên góp 14 tỷ đồng cứu trợ đồng bào miền Trung suốt 6 tháng qua. Ồn ào này không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp rực rỡ của nam danh hài bao lâu nay gây dựng, mà còn ảnh hưởng với những nhãn hàng mà nam ca sĩ đã quảng cáo hay làm đại sứ. Cuối cùng, dưới sự ép của dư luận, một sàn thương mại điện tử buộc phải gỡ hầu hết những hình ảnh của Hoài Linh trên website và fanpage. Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng cũng đổ xô vào fanpage của chương trình Thách Thức Danh Hài để kêu gọi tẩy chay Hoài Linh. Bởi mùa 7 sắp tới, nam nghệ sĩ sẽ đảm nhận vai trò giám khảo, sau đó nam danh hài buộc phải rút khỏi chương trình này và ở ẩn suốt trong nhiều tháng qua. Trước đó, nhiều người cho rằng khán giả Việt Nam có phần dễ dãi với những nghệ sĩ vướng vào scandal vì sau đó họ vẫn được làm nghề như chưa có gì xảy ra. Không như ở Trung Quốc và Hàn Quốc, nghệ sĩ nào bị tẩy chay là hết đường trở lại. Antifan chính là thế lực ngầm có sức mạnh tác động đến sự tồn tại của một nghệ sĩ. Phạm Băng Băng từng là hoa đá nổi nhất trong làng giải trí, giới trung đại diện của rất nhiều nhãn hàng quảng cáo mỹ phẩm đồ trang sức cho những thương hiệu thời trang vân vân. Nhưng sau bê bối nữ ca sĩ viên diễn viên đã bị công chúng tẩy chay, nhiều nhãn hàng nổi tiếng lần lượt quay lưng lại với mỹ nhân họ Phạm. Cô thậm chí còn bị liệt vào danh sách cấm sóng vĩnh viễn, không cho trở lại nghệ thuật. Còn ở Hàn Quốc, người ta đồn rằng trước khi học hát, học nhảy, các thành viên nghệ sĩ đều được học cách ứng xử trước tiên, và khi nghệ sĩ của họ xảy ra bất kỳ gì cân đan lớn hay nhỏ đều phải hứng chịu cơn phẫn nộ của công chúng. Điều này khiến cho nhiều người phải giã từ sự nghiệp hoặc là tìm đến cái chết để giải thoát. Chuyên gia truyền thông cho rằng tẩy chay là cách trừng phạt hiệu quả nhất, khán giả cần dùng đến vũ khí này thường xuyên hơn để buộc người nổi tiếng phải thận trọng khi ứng xử. Trong một bài viết cách đây không lâu, chuyên gia truyền thông cho rằng tẩy chay là quyền lực tối thượng của công chúng và khán giả. Đó cũng là cách trừng phạt hiệu quả nhất. Khán giả cần dùng đến thứ vũ khí này thường xuyên để buộc người nổi tiếng phải thận trọng khi hành xử, ứng xử. Người nổi tiếng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để có được vị trí trong lòng người hâm mộ. Họ cũng nên dành thời gian để học cách sống
trên không gian mạng. Bản thân tôi cũng tham gia vào nhiều lớp đào tạo nghệ thuật trẻ và tôi thấy họ tiếp nhận những điều này một cách tự nhiên trong thời gian tới. Nên bổ sung kỹ năng sống trên mạng xã hội vào nhóm kỹ năng mềm được đào tạo bắt buộc trong các trường hợp nghệ thuật. Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc từ thiện từ khóa sau cây, chúng tôi sẽ luôn cập nhật cho quý vị và các bạn vào bản tin kế tiếp. Chương trình hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị và bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.